Mỗi ngày ở bên Poland, nhìn thấy có rất là nhiều chuyện buồn. Có gần cả ngàn người, đàn bà và trẻ em kéo những cái hoa ly, đeo những cái bát trên dai, chạy trốn khỏi chiến tranh. Cô 16 tuổi này từ bên kia đã chạy tới đây. đài hỏi cô ta ở đó cảm thấy như thế nào cô ta nói ở đó nó không có thoải mái cho lắm mỗi đêm thì chúng tôi nghe rất là nhiều nói tới thì cô ta rất là buồn và khóc thì người trong đài nói không sao không sao chỗ đó mỗi đêm nghe tiếng rất là tệ hại. Trong lúc này, ở bên Poland, họ đang chứa khoảng chừng 1.4 triệu người tị nạn Ukraine. Hơn 100.000 người tị nạn tới mỗi ngày đây là cô giáo viên rời khỏi ở bên dư khoan với người chị và những đứa con đây là người con đưa cho chúng tôi nhìn thấy những gì mà đem từ nhà tới ở trong đó là có đồ ăn và có điện thoại của đứa nhỏ vậy thôi không còn gì nữa hết Cô ta nói cho chúng tôi biết, cô ta rất là cảm ơn ở Poland đã giúp đỡ. Không có biết là khi chúng tôi tới đây được người ta đón chào với tất cả trái tim như vậy. Và mới vừa qua, vào tháng 9 2015, ở đây có chuyện biểu tình biểu tình không có cho những người tị nạn tới lúc đó là ở bên poland họ đang đóng cửa biên giới ở bên syria đang xin qua tị nạn lúc đó là ở bên syria có chiến tranh trong lúc này ở bên poland đang mở rộng trái tim để cho giúp đỡ những người tị nạn tới đài hỏi anh này cái phòng này hồi trước là gì có phải là phòng họp hay không đây là ông sếp CEO ở đây ông nói hồi trước chỗ này là cái chỗ văn phòng thôi rồi bây giờ để giường để cho người ta ở cái chỗ này là hồi trước là chỗ gaming chỗ chơi game đó ngay bây giờ biến trở thành chỗ shelter có thể chứa được 50 người ở đây. Ông ta nói, từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy cái chuyện này xảy ra bên Poland. Tất cả những nhà cửa người sống ở bên Poland đều mở ra để đón giúp mọi người. Tất cả những gia đình ở đây, họ đứng ra, họ nói họ có thể giúp được những gì và họ có thể làm được những gì giúp đỡ cho những người tị nạn này. Ở bên châu Âu, tất cả đều hỏi câu đó, họ có thể giúp được những gì cho những người tị nạn này. Họ giúp đỡ cho đỡ cái đau khổ về chiến tranh.